Tôi đang có mặt tại phố Trúc Bạch trong buổi sáng đầu tiên sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly. Hiện tại thì xung quanh vẫn tương đối vắng vẻ, hàng rào cách ly vẫn được dựng lên trước cửa nhà bệnh nhân số 17. Tuy nhiên, nhiều người dân trong khu phố cho biết họ cảm thấy phấn khởi khi giờ đây đã có thể đi làm, di chuyển ra bên ngoài và tự do mua bán thực phẩm. Tôi cũng mừng lắm. Tôi là nửa tháng ở trong nhà là coi như là cứ chân tay là cứ bồn chồn, là coi như cứ đi vào đi ra. Ngày hôm qua thì cô thấy được là bỏ rào ra thì hôm nay cô lại vào đây cô tiếp tục tập ở đây. Cô có đến chia vui với những người dân? Có, cô đến chia vui cả một người hàng xóm đây buổi sáng ôm nhau ở ngoài đường, gặp nhau hai chị em gặp nhau rồi ôi hò reo mừng quá ôm nhau. Cái nhà này người ta cũng không tiếp xúc với ai cả. Thế nên mình cũng không có gì phải lo lắng cả. Nhưng tất nhiên là không chủ quan, nhưng người ta cho nên là đi ra ngoài vẫn phải đeo khẩu trang là như thế. Mình lúc nào cũng không quá lo lắng mà cũng không nên quá chủ quan. Lúc nào cũng phải bình tĩnh và nhìn nhận sự việc để mà tuân theo đúng cái quy định của chính phủ, của nhà nước. Rồi dù rằng là mình biết là nó không có cái vấn đề gì nhưng mình thôi tốt nhất mình ở nhà. Còn mình cùng lắm thì cô nói thật là mua mớ rau. Đấy, còn thức ăn thì phường các thứ cung cấp thì cũng phải ăn vài ngày nữa mới hết. Cũng chưa phải hết ngày. Cho nên là cứ yên tâm ở nhà thôi, cũng không ấy này. Cô tin tưởng lắm, cô tin tưởng vào cách phòng chống của Việt Nam mình, nên cô tin tưởng lắm. Cô mong muốn là hết dịch bệnh để mọi người lại trở lại cuộc sống bình thường, làm ăn, trở lại như mọi khi thôi, các cháu được đi học.